Xin chào thầy và các bạn. Hôm nay em sẽ trình bày bài tập số 7 môn học vi xử lý. Thì yêu cầu của bài số 7 đó là đo nhiệt độ hai kênh dùng 34 dùng cảm biến LM35 hiển thị trên LCD 16x2 có cảnh báo quá nhiệt khi nhiệt độ vượt qua 40 độ C. Yêu cầu của bài là thiết kế phần cứng, viết chương trình và mô phỏng. Thì em đã có chuẩn bị sẵn cái mạch mô phỏng trên Protest. Thì mạch bao gồm một con cảm biến PID màu sắc F887, hai con cảm biến LM35 cho kênh 3 và kênh 4, một màn hình LCD hiển thị, một mạch cảnh báo do hạn chế về của máy không thể sử dụng được cái driver loa này nên em sử dụng cái con LED để thay thế cảnh báo. Tiếp theo đó là cái code của chương trình. Thì em sử dụng cái set các cái chân output LCD là chân D đây, từ RD0 đến RD7, chân RE0, RE1, RE2 nối đó vào các cái chân RS, RW và chân A của LCD. Rồi đã sử dụng cái thư viện TV LCD này đây, cái thư viện dùng cho LED cho cái màn hình LCD. Đây, cái hiển thị của cái LCD này đây, set hai kênh, kênh 1 và kênh 2 để đọc. Rồi đầu tiên là chương trình con hiển thị, thì nếu mà giá trị của kênh 1 hay là đặt kênh 1 nhưng mà đọc để giá đọc kênh 3 đó là nếu mà bé hơn 40 và thì nó sẽ xuất ra giá trị trên LCD lấy hàng chục và hàng đơn vị. Tương tự cho kênh 4 đây, khi mà nó nhỏ hơn 40 thì nó sẽ xuất giá trị đây, lấy hàng chục và lấy hàng đơn vị. Thì đó là chương trình con hiển thị. Đó là chương trình con cảnh báo. Khi mà nhiệt độ kênh 3, kênh 4 lớn hơn 40 độ C thì nó sẽ thông báo lên màn hình là vượt quá nhiệt độ. Vượt quá nhiệt độ kênh 4. Rồi, đó là xong chương trình con cảnh báo. Thì đến chúng ta đến chương trình chính. Thì đầu tiên chúng ta sẽ set các trích. D là output, A output và A là input. Đây là cái câu lệnh để set driver cho cái bus nhưng cái loa, nhưng mà do không thể sử dụng được nên em sử dụng là cái con LED để thay thế. Đây là output, set output nó ở ban đầu nó ở output low tức là đèn tắt. Chúng ta set up ADC thì chúng ta sử dụng cái ADC này là giao đoạn nội. Rồi chúng ta set up các cái chân cho kênh 3 và kênh 4. Đây là chương trình hiện. Đây là hiển thị đọc nhiệt độ. Nó xuất hiện ở kênh 3 nó đọc nhiệt độ. Rồi dùng đây. Rồi đến vòng lặp true false thì chúng ta set ADC cho kênh 3, kênh 4 để đọc giá trị nhiệt độ. Thì đây là cái câu lệnh để đọc nhiệt độ của kênh 3, kênh 4. Thì vì sao chúng ta phải lấy nhiệt độ kênh 3, kênh 4 này chia cho 2,046? Đó là do nền phân giải. Nền độ phân giải của hai cái có cảm biến LM35 và cái cảm biến đọc này nó khác nhau, nó chênh lệch của LM35 là 10 mV, của ADC là 4,887 mV. Chúng ta lấy hai giá trị này chia nhau thì được giá trị là 2,046. Thì khi lấy cái giá trị này chia thì khi ra cái ADC này nó sẽ chính xác. Tương tự với kênh 4 cũng vậy. Đây.
Rồi, còn dưới đây là cảnh báo, là cảnh báo thì nếu mà nhiệt độ gần 3 hoặc gần 4 mà lớn 40 độ C thì nó sẽ output 2. Kitchen C0 này lên mức tích cực cao và khiến led sáng. Tương tự với kênh 4 cũng như vậy. Đấy, thế thì chạy chương trình. Và thì chạy mô phỏng. Ok. Rồi. Đây. Thì hai cái cảm biến này đang đọc giá trị. Kênh 3 là 40 độ C, kênh 4 là 35 độ C, thì em sẽ giảm nhiệt độ. Thì cảm biến đọc chạy theo. Tương tự kênh 4. Và khi mà mình tăng nhiệt độ quá 40 độ C thì thì kênh 3 hiển thị đây 30 độ C, còn kênh 4 thì đã vượt qua nhiệt độ và đã sáng. Vậy thì như vậy đã đạt được yêu cầu của đề ra. Thì bài tập trình bày bài tập của em đến đây là hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã xem. Cảm ơn.